Thành vừa rồi người đã băng vào là Duy Khánh. Mạc Hồng Quân về phía cánh phải đó là Nghiêm Xuân Tú. Ngồi xuống bóng sát đường biên ngang vào quả phạt khá thuận lợi, gọi được dứt điểm cầu thành không vào. Tiếp tục dứt điểm vẫn không vào. Cơ hội tốt nhất đã thuộc về Lạc Màn, cầu thủ mà số 71 bên phía Than Quảng Ninh. Đó mới là tình huống bóng nguy hiểm nhất kể từ đầu trận đấu mà cả hai đội tạo ra. Bây giờ sẽ là quả đá phạt góc bên phía cánh phải dành cho các cầu thủ đội khách sau tình huống phá bóng đi hết đường biên ngang của Viết Tú. Và đây mới là quả đá phạt góc đầu tiên mà các cầu thủ bên phía Than Quảng Ninh được hưởng. Chúng ta cùng xem lại tình huống chuyển bóng vào từ bên phía cánh phải của Nghiêm Xuân Tú và sau đó là hai pha dứt điểm chân trái liên tiếp